Bởi có nghịch lý là năng lượng mỡ là năng lượng nhiều nhất trong cơ thể chúng ta. Khi cái nguồn năng lượng mỡ chúng ta trong cơ thể là bất tử luôn, nói chung bất tận luôn, tập hoài không hết luôn. Tại vì bạn tập xong bạn ăn nó ra nữa mà lấy gì nó hết. Ok. Ok, chậm thôi. Vào lưng. Đó. Lưng ép vô. Đó, lưng ép vô rồi lên từ từ. Chậm, lên chậm, lên chậm. Lên chậm. Lên chậm, cái cuối hồn ở dưới. Hôn chặt vô, chặt vô, gồng lưng, hôn chặt vào, chặt vào, đó, hôn, chặt vào, ép cái lưng lại. Tập gym nó phải là từng cái động tác tập chúng ta, nó phải khai thác tối đa tất cả gì chúng ta có, từ điều hoặc cao, yên cao hoặc cao, xong tới cái máy tập nữa, rồi tới tất cả mọi thứ, chúng ta phải tối ưu là hết tất cả gì chúng ta mới kết quả tốt được. Sung sướng quá, thôi tập làm gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập bài Triarm Pull Down. Đối với phụ nữ thì chúng ta sẽ cầm cái dây thừng cho nó dễ thương, cho nó dễ tập. Và bài tập này nó sẽ kết thúc tập lưng nha các bạn. Các bạn sẽ áp dụng bài tập này vào cái lúc kết thúc buổi tập lưng của bạn. Rồi vô. Nhưng mà trong chương trình quay video thì sẽ quay ngược. Quay ngược là tại sao? Tại vì mới uống Re-Workout Pump xong thì bây giờ chúng ta sẽ tập bài này cho nó nhẹ nhàng, cho nó khởi động thôi. Nhưng mà bạn áp dụng bài này vào cuối buổi tập lưng mới đúng. Đó, đứng cái tư thế làm sao cho sexy kiêu kỳ thì đứng. Chúng ta sẽ tập theo phương pháp FSC7. 7 rep đầu. Đúng, chạm dậy căng để ép vùng lưng lại. Đây, rồi, đúng, chính xác. Bạn nhìn cái đoạn cái tay á, 7 cái đầu á là cộng dây thừng nó chạm vào đùi, nhưng mà cái tay mình nó phải che đó, nó phải dang ra ngoài, nó ôm cái đùi. Và để chúng ta gồng cái lưng lại, gồng cái lưng lại đó. Rồi xong 7 cái sau á thì chúng ta sẽ tập ba sồ là khép hai tay lại. Rồi, cũng vậy luôn, khép hai tay lại không có xè ra, khép lại thôi. Khép lại lên cao nhất để cho nó căng. Xong rồi xuống. Hai cái núm này nó chạm vô cái đùi bạn. Đó. Hai cái núm nó chạm vô đùi. Tập 7 cái. Tập 7 cái nha. Và cái cuối là cái căng cơ. Rồi, một set. Nghỉ 30 giây. Bài tập nhẹ nghỉ 30 giây. Khỏi nước, mới còn set nước gì. Cái động tác căng cơ nó quan trọng. Đây, xong rồi lên nè. Lên là nghe nè không? Giang cái tay cùi chỏ cái chỉ ra ngoài nó mới căng, chứ cùi chỏ đây chưa có nó không? Kéo. Ok. Phải nhẹ quá thì kéo nhanh đó, nhưng mà em tập nặng kéo chậm rồi vô. Vô vô vô. Thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rồi, bắt sò đi. Không dùng cơ tay nha, tập trung dùng lưng thôi. Tập trung dùng lưng. Lưng. Lưng, đúng rồi. Lưng. Cái cuối là căng ra, không có lên nhanh vậy, cái cuối căng ra. Căng ra. Set 3 là cái cuối căng ra nha. Kết thúc set 2. Đây, chúng ta bật cao đây. Rồi, vô FST7, cường độ cao. Phê chưa? 2 3 4 5 Gồng lưng nè. 6 7 Ta sò đi. 1 Nó cao tí. Đó. 2 Nó cao tí. Không xè tay nha. 3 4 5 6 Hôn. Hôn ở đây. Hôn. Rồi lên căng từ từ. Không có thả à. Căng từ từ. Mở cái cùi chỏ ra. Đó. Căng cái lưng. Căng cái lưng. Căng căng căng. Căng. Rồi giữ tí xíu đi cho nào đuối thả. Đó, nó căng ở vị trí này. Mở cái lưng ra cho nó căng ở vị trí này, căng ở đây. Bài tập này nó vừa vô cái phần middle back và nó vừa vô cái phần last. Nói chung nó sẽ làm cho các bạn thon gọn cái lưng, nó giảm mỡ. Nên chúng ta thường thường chúng ta sẽ dùng bài tập này để chúng ta cắt vào cuối ngày tập lưng. Rồi uống yên trao vào cao, một ngụm, xong rồi vô, chuẩn bị qua set thứ tư. Tận dụng cái video này, Duy Nguyễn chia sẻ cho bạn một biến thể nữa. Đó là bây giờ chúng ta tập bằng cái cây ngang này. Khi mà tập bằng cây ngang này, chúng ta chỉnh cái cây cao lên một chút.
đó. Và khi đó là chúng ta sẽ đứng gần lại, chúng ta đứng gần lại, chúng ta tập xuống vậy không đó. Khi mà xuống á là phải chạm đùi, ưỡn cái bộ ngực vĩ đại lên, ép cái lưng lại không, nó sẽ cho tác động khác một chút. Nên tập trung là dùng lực lưng để mà ép, không dùng lực tay. Rồi vô set thứ tư rồi đó. Khi trong quá trình tập các bạn có thể là bố trí là cả 7 set tập dây hoặc là 7 set tập cây hoặc là đổi qua đổi lại tùy các bạn nha. Nó khác cái kia, đứng gần lại, đứng gần lại. Thẳng lưng tí, ok rồi, ép xuống. Ép xuống, gồng lại. Ta đây gồng chưa? Rồi thả lên. Thả lên, căng cái lưng. Đó. Dứt xuống. Đó, nó sẽ khác biệt, hai cái tập nó khác một chút xíu. Chứ không phải là chúng ta tập dây sao tập cây vậy. Tốt nè. 7 cái. Ok. Ok. Ok, chậm thôi. Mình chậm vô lưng. Đó. Lưng ép vô. Đó, lưng ép vô rồi lên từ từ. Đủ 7 cái ba sồ. Rồi ba sồ, chậm thôi. Chậm. Chậm, lên chậm, lên chậm. Lên chậm. Lên chậm, cái cuối hòn ở dưới. Cái cuối hòn ở dưới. Hôn chặt vô, chặt vô, gồng lưng, hôn chặt vào, chặt vào, đó, hôn, chặt vào, ép cái lưng lại, rồi, đuổi thả, sao nhăn mặt rồi, phê không, phê không? Phê hai cánh. Sao mà tập dây, tập tay, cây thích nào? Em thấy tập dây thích hơn. Dây thích hơn phải không? Rồi cho cây thêm bài nữa. Nó khác, tại vì ở em á, em tập nó nhúng liên quen rồi. Em tập cái gì? Đó, em nhúng quen rồi. Bây giờ cây á, anh bắt em cô lập em tập được không? Nè. Chậm thôi. Khúc cuối là đưa bộ ngực vĩ đại, ép cái lưng vô. Tướng như nam thần, vang vọng khúc trường ca. Không, lên chậm thôi. Xuống. Ăn tiền là cái xuống á. Cái lên này á, nó sẽ không căng. Nó không làm cho em căng bằng cọng dây. Nhưng mà cái xuống á, là nó làm cho em ép cái cơ lưng tốt hơn. Đó là sự kết hợp hoàn hảo. Rồi, vô. Vô đi, vô đây, vô đây. Rồi, set 5. Vô, 1. 2, đúng rồi. Đúng rồi đó. Ép vô, 3. 4. 5. 6. 7. 1, chậm. Giữ lại, tập trung đoạn ép á. Đoạn ép, đoạn ăn tiền, tập trung đoạn ép. Khi ép vô chúng ta phải tập trung, chúng ta hôn lại, giữ lại. Nhanh quá, giữ lại một giây coi. 1, 2, rồi lên. Phải giữ lại. Cái cuối là giữ lâu luôn. Cái cuối là giữ. Ép cái đó, nhấn xuống, nhấn cái tay gồng lại. Ừ, đó. Vừa nhấn cái tay sau, nếu mà đuối quá lấy tay sau phụ nhấn, vừa nhấn chặt xuống, gồng cái lưng để chúng ta tập trung cho cái cơ lưng này nó được kích thích. Sao tự nhiên phê không? Trời ơi, thầy bắt ép chỗ lâu ở đâu, thầy ép một vài giây thôi. Trời ơi. Chỗ lâu ở đâu? Thôi sung sướng quá, thôi tập làm gì? Tập gym nó phải là từng cái động tác tập chúng ta, nó phải khai thác tối đa tất cả gì chúng ta có, từ rìu hoặc cao, intro hoặc cao, xong tới cái máy tập nữa, rồi tới tất cả mọi thứ chúng ta phải tối ưu là hết tất cả gì chúng ta mới kết quả tốt được. Tập làm biến. Last one, set 6 với set 7 kết hợp luôn. Tập đi. Đó, 1. Nhớ ép là phải giữ. 2. 3. 4. 5, lên cao chút đi. Nè. 6. Cao nữa. Rồi, 7, cao tới đây này. 8. Rồi, ba sò đi. Tập trung đoạn ép vào đó. Tập trung đoạn ép vào. Cái cuối là hôn lâu vô nha. Rồi. Chung nè. Căng vô, tập trung cái mặt nè. Rồi, hôn, chạm đùi. Bao giờ phải chạm đùi, hôn. 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 Rồi, thả ra. Giơ tay lên, thả lỏng, cái lưng. Rồi, tập kiểu cũ. Không nghỉ, hai cơ chế nó khác nhau mà, tập nhanh đi. Phụ nữ năng lượng nhiều lắm các bạn, mở cái đống mà lo gì.
khi cái nguồn năng lượng mở chúng ta trong cơ thể là bất tử luôn, nói chung bất tận luôn, tập hoài không hết luôn. Tại vì bạn tập xong bạn ăn nó ra nữa mà lấy gì nó hết. Bởi có một nghịch lý là năng lượng mở là năng lượng nhiều nhất trong cơ thể chúng ta. Rồi, nghiêm túc nè, nghiêm túc với cái sách cuối của mình nè. Đó. Và chuẩn bị chúng ta đã khép lại FST7 ở bài tập là Tray Arm Pull Down. Đó, mới xét nhẹ nhàng thôi. Mà để cho cái FST7 này nó có hiệu quả là trước đây là căng đóng bài tập lưng rồi. Vậy em bình nhé. Cái này là bài cuối cùng nha. Em nhớ này là bài cuối cùng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gác lại cái video này ở đây. Và các bạn cứ tập theo, các bạn bỏ trong cái giáo án gym nữ tâm kinh của mình đó. Những cái tầng cuối cùng là tầng 7 mở rộng đó. Thì đây là chương trình là gym phổ ngoại truyện. Nó sẽ bổ sung tất cả những kỹ năng tập luyện bổ sung vô cái chùm gym nữ tâm kinh. Ví dụ như Duy Nguyễn quay mà Duy Nguyễn train cho con gái đó là của gym nữ tâm kinh. Mà Duy Nguyễn tự tập á, là lúc đó là gái sport á, thì đó là Duy Nguyễn gym phổ nha các bạn. Rồi uống hết đi, chúng ta sẽ qua bài mới. Và không quên nhắc lại là các bạn phải đầu tư thật tốt cho bản thân. Và đầu tư tốt nhất là gì? Uống súp BBT, tập gym THL. Đó là đầu tư tốt nhất. Và xem cái gì? Xem những kiến thức gì mình chia sẻ trên thanhonline.com.vn, thogym.com.vn và mua hàng ở Thu Hương nè. Thu Hương bán